quan nào là kẻ nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ án chuyến bay giải cứu? Đó chính là ông Phạm Trung Kiên, cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, nhận hối lộ số tiền lớn nhất trong vụ án chuyến bay giải cứu là 42,6 tỷ đồng, tương đương với 2 triệu đô la. Theo kết luận điều tra vụ án chuyến bay giải cứu, thì ông Phạm Trung Kiên lúc đang là thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế đã có hơn 180 lần nhận hối lộ với tổng số tiền là 42,6 tỷ đồng để trình cho Bộ Y tế chấp thuận chuyến bay hoặc là người dân được về nước trong dịch Covid-19. Thực hiện chủ trương đưa công dân Việt Nam về nước trong dịch Covid-19, thì Bộ Y tế giao cho Cục Y tế Dự phòng tiếp nhận đề xuất xem xét cho ý kiến về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức các chuyến bay theo đề xuất của Bộ Ngoại giao. Thì để thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Y tế lại phân công cho ông Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên làm nhiệm vụ xem xét, duyệt ký văn bản trả lời Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan chức năng khi những nơi này xin ý kiến về chuyến bay giải cứu, chuyến bay combo và xin cho khách lẻ được về nước. Thì các cơ quan chức năng sẽ phải thông qua ông Phạm Trung Kiên để trình Thứ trưởng xem xét ký duyệt văn bản trả lời. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Kiên đã tiếp xúc, yêu cầu và thỏa thuận với các đại diện doanh nghiệp phải chi số tiền rất lớn với hình thức trọn gói. Ông Kiên, trong vai trò là thư ký của Thứ trưởng, thỏa thuận với các doanh nghiệp phải chi từ 50 triệu đến 200 triệu một chuyến bay combo, tức là từ 22.000 đô la cho đến 87.000 đô la mỗi chuyến. Còn với hình thức đếm đầu người, thì ông Kiên yêu cầu doanh nghiệp phải chi từ 500.000 cho đến 2 triệu mỗi khách đối với chuyến bay combo và giá từ 7 cho đến 15 triệu đồng một người đối với khách lẻ. Ngoài ra, thì ông Kiên còn cùng với Vũ Anh Tuấn, nguyên là cán bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an, yêu cầu gợi ý các doanh nghiệp liên hệ chi tiền cho Kiên để được Bộ Y tế chấp thuận chuyến bay cũng như là kịp trả lời các văn bản liên quan chuyến bay giải cứu. Kết quả điều tra xác định ông Phạm Trung Kiên đã có hơn 180 lần nhận hối lộ với tổng số tiền là 42,6 tỷ đồng, tương đương với 2 triệu đô la. Ông Kiên được xem là người nhận hối lộ tiền lớn nhất so với các quan chức đã bị bắt trong vụ chuyến bay giải cứu. Từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2021, thì ông Kiên đã yêu cầu Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc công ty Blue Sky phải chi 150 triệu đồng một chuyến để được chấp thuận cấp phép chuyến bay combo. Ông Kiên đã 7 lần nhận hơn 6 tỷ đồng từ lãnh đạo công ty này. Trong đó có 5 lần thì ông Kiên nhận hối lộ ngay tại trụ sở Bộ Y tế. Số tiền ít nhất là 300 triệu đồng, nhiều nhất là hơn 1,3 tỷ đồng. Vào thời điểm tháng 6 của năm 2021, thì tại trụ sở của Bộ Y tế, Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục và Du lịch Masterlife đã gặp và nhờ ông Kiên giải quyết sớm thủ tục cấp phép chuyến bay combo cho công ty này. Ông Kiên đồng ý và đề nghị trên và yêu cầu doanh nghiệp phải chi số tiền là 1-2 triệu đồng trên một khách tham gia chuyến bay về nước. Cựu thư ký của Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng đã có 4 lần nhận hối lộ với cách thức doanh nghiệp chuyển tiền vào tài khoản của mẹ vợ mình và một lần nhận trực tiếp tại trụ sở Bộ Y tế. Tổng số tiền mà ông Kiên đã nhận từ doanh nghiệp này là hơn 1,7 tỷ đồng. 3 tháng sau, thì ông Kiên đã tiếp xúc và yêu cầu ông Lê Văn Nghĩa là Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ Ăn uống Nhật Minh phải chi 150 triệu đồng một chuyến bay để doanh nghiệp này được cấp phép thực hiện chuyến bay combo đưa công nhân về nước. Ông Nghĩa đã 2 lần chuyển khoảng 750 triệu đồng vào tài khoản của mẹ vợ ông Kiên. Trong một lần khác, thì tại trụ sở của Bộ Y tế, cựu thư ký của Thứ trưởng lại nhận trực tiếp hơn 1 tỷ đồng từ con trai của giám đốc doanh nghiệp này. Tương tự, ông cũng đã nhận tiền từ nhiều doanh nghiệp khác, số tiền ít từ vài chục triệu, nhiều lên đến hơn 5 tỷ đồng. Điều đáng chú ý là cơ quan điều tra xác định ông Kiên có đến 114 lần nhận hối lộ từ ông Vũ Hồng Quang là cán bộ Cục Hàng không Việt Nam. Theo kết luận, ông Quang đã liên lạc, tiếp xúc nhờ Kiên giúp để Bộ Y tế chấp thuận cho khách lẻ được về nước trong chiến dịch chuyến bay giải cứu. Ông Kiên thì đồng ý đề nghị trên và yêu cầu phải chi 5-15 triệu đồng cho một khách. Tổng số tiền mà cựu thư ký thứ trưởng đã nhận từ cán bộ Cục Hàng không là hơn 7,4 tỷ đồng, tức là hơn 320.000 đô la. Ngoài ông Kiên, thì tại Bộ Y tế còn có ông Bùi Huy Hoàng, nguyên là chuyên viên
thuộc Cục Y tế Dự phòng cũng bị đề nghị truy tố với cáo buộc có hành vi môi giới số tiền hơn 3.3 tỷ trong vụ án chuyến bay giải cứu.